miền Trung, đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa độc đáo, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Hôm nay tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, xinh đẹp và thơ mộng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ tư năm 2023.
Yo, 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 yo
bà con đồng mình.